Câu chuyện, chuyện của loài chim. Chỉ trong vài hôm mà chim chóc ở khu rừng nằm dọc bên một cái hồ lớn đã về đông đủ. Ca hát xong, các loài chim thi nhau kể chuyện. Chợt bồ trao ập đến, bồ trao liến thoáng một hồi. Tôi xin báo một tin mới toanh, một tin khẩn cấp. Tôi vừa biết là người ta đang dựng hai cái trụ cao, cao đến mây xanh, chắc là để chống trời. Nếu để chống trời, thì trời có thể sụp. Tôi lo quá. Nếu quả vậy, thì tôi phải đưa gấp các cháu đi ở chỗ khác. Gia đình tôi sơ tán ngay. Việc đó rất cần. Chích Chòe là người thường sống trong lo sợ, cứ suýt xoa. Hèn gì, tôi cứ nghe đất đá đổ âm ầm. Các bạn ạ, cần phải lo xa. Bồ Trao kể tiếp. Đầu đuôi là thế này. Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi. Kìa, hai cái trụ chống trời. Tôi ngước nhìn lên. Trước mắt tôi là những cái ống thép dọc ngang nối nhau, chạy vút tận mây xanh. Các bạn cứ tưởng tượng một cái cầu xe lửa đồ sộ, không phải bắc ngang sông mà dựng đứng lên trời cao. Bồ Cát à lên một tiếng, thong thả nói, tôi cũng từng bay qua chỗ hai cái trụ đó. Nó cao hơn tất cả những ống khói, những trụ buồm, trụ điện mà ta thường gặp hiện nay. Đó là hai trụ điện cao thế mới được xây dựng. Mọi người hiểu rõ sự thực, sung sướng thở phào. Họ cười to vì thấy bồ trao, Chích Chòe đã quá sợ sệt. Tiếp theo, các em hãy cùng đi kể lại từng đoạn của câu chuyện này một lần nữa nhé. Câu chuyện, chuyện của loài chim. Chỉ trong vài hôm mà chim chóc ở khu rừng nằm dọc bên một cái hồ lớn đã về đông đủ. Ca hát xong, các loài chim thi nhau kể chuyện. Chợt bồ trao ập đến, bồ trao liến thoáng một hồi. Tôi xin báo một tin mới toanh, một tin khẩn cấp. Tôi vừa biết là người ta đang dựng hai cái trụ cao, cao đến mây xanh, chắc là để chống trời. Nếu để chống trời, thì trời có thể sụp. Tôi lo quá. Nếu quả vậy, thì tôi phải đưa gấp các cháu đi ở chỗ khác. Gia đình tôi sơ tán ngay. Việc đó rất cần. Chích Chòe là người thường sống trong lo sợ, cứ suýt xoa. Hèn gì, tôi cứ nghe đất đá đổ âm ầm. Các bạn ạ, cần phải lo xa. Bồ Trao kể tiếp. Đầu đuôi là thế này. Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi. Kìa, hai cái trụ chống trời. Tôi ngước nhìn lên. Trước mắt tôi là những cái ống thép dọc ngang nối nhau, chạy vút tận mây xanh. Các bạn cứ tưởng tượng một cái cầu xe lửa đồ sộ, không phải bắc ngang sông mà dựng đứng lên trời cao. Bồ Cát à lên một tiếng, thong thả nói, tôi cũng từng bay qua chỗ hai cái trụ đó. Nó cao hơn tất cả những ống khói, những trụ buồm, trụ điện mà ta thường gặp hiện nay. Đó là hai trụ điện cao thế mới được xây dựng. Mọi người hiểu rõ sự thực, sung sướng thở phào. Họ cười to vì thấy bồ trao, Chích Chòe đã quá sợ sệt. Thank you.